con thấy cuộc thi rất là thú vị và vui, nó giúp con học được nhiều bài học hơn về cái lập trình này, với lại giúp con ôn lại một số kiến thức con đã học. Con được làm việc chung với lại nhiều bạn mới, được làm quen với nhiều bạn hơn, vận dụng những kỹ năng lập trình con đã học. Các bạn khi mà làm là các bạn chia sẻ công việc với nhau rất là hợp lý, thì như vậy là tụi con rút ngắn được thời gian làm bài và cái bài làm ra thì nó sẽ hiệu quả. Trong suốt quá trình hợp tác thì tụi con tìm hiểu là mỗi người có thế mạnh như thế nào, rồi tụi con sẽ cho mỗi người đó vào những phần mạnh nhất định. Hôm nay là trường mà tổ chức những cái cuộc thi như thế này, chị thấy là các con rất là có nhiều cái để học hỏi và có nhiều một cái sân chơi rất là bổ ích cho các con. Chị ấn tượng nhất là cái phần thi mà các con học nhóm. Nói chung là trong cái nhóm các con rất là, nói chung là tâm huyết để là làm cách nhanh nhất và những cái chính xác nhất. Thì cái đó là chị thấy là bổ ích nhất. Kết quả hôm nay chị cũng thấy rất là hài lòng.